미친놈. Phải đội mũ và cầm theo một thanh gươm khi nhận được bằng tiến sĩ ở Phần Lan. Đây là một nghi thức truyền thống ở Phần Lan. Cụ thể, khi một ai đó được nhận bằng tiến sĩ ở Phần Lan, thì người đó sẽ phải đội một chiếc mũ và cầm theo bên mình thanh gươm. Đặc biệt, màu sắc của chiếc mũ thì phụ thuộc vào ngành học của bạn. Chẳng hạn, tiến sĩ triết học thì đội mũ màu đen, tiến sĩ luật đội mũ màu đỏ sẫm, v.v. Công ty đắt giá nhất trong lịch sử, gấp 8 lần số vốn của Apple. Nếu tồn tại đến ngày nay, công ty Đông Ấn Hà Lan sẽ được coi là công ty đắt giá nhất trong lịch sử, khi tổng số vốn của nó có thể sẽ lớn gấp 8 lần so với vốn của Apple, với giá trị lên tới 7,9 nghìn tỷ USD vào lúc cao điểm. Sự thật về chất khó chịu nhất trên thế giới. Vào năm 1889, các nhà khoa học tới từ thị trấn Freiburg, nằm ở miền tây nam của nước Đức, đã quyết định lấy một vài thioacetone. Đáng chú ý là trong khoảng thời gian đó, nhiều người đã công nhận thioacetone là thứ mùi khó chịu khiến người ta ói mửa. Chính phủ lúc bấy giờ đã phải tiến hành di tản toàn bộ thị trấn này. Một sự cố khác cũng là bằng chứng cho thấy về mức độ gây khó chịu của thioacetone. Cụ thể, vào năm 1967, một nhóm các nhà khoa học tại Oxford, Anh đã tiến hành thực hiện một thử nghiệm với chất thioacetone. Tuy nhiên, chỉ một phần dư lượng nhỏ trong nắp chai rơi ra chứa thioacetone, mặc dù sau đó được các nhà nghiên cứu đặt lại chỗ cũ, đã khiến cho nhiều người làm việc trong tòa nhà cách nơi tiến hành thí nghiệm khoảng 200 mét cảm thấy buồn nôn. Người đàn ông tình nguyện cho nhiều rắn độc cắn 160 lần nhưng không chết. Một người đàn ông ở Mỹ có tên là Tim Fried đã cố tình để cho nhiều loại rắn độc khác nhau cắn mình trong suốt 16 năm với khoảng 160 lần. Tuy nhiên, kết quả thật đáng kinh ngạc khi cơ thể của Tim có khả năng miễn dịch với bất kỳ nọc độc rắn. Thậm chí, người đàn ông này còn sống sót sau vết cắn chí mạng của mamba đen, Black Mamba, một trong những loài rắn độc nguy hiểm nhất hành tinh. Nữ cướp biển khét tiếng dưới thời nhà Thanh, quyền lực tàn nhẫn khiến cánh mày râu khiếp sợ. Trịnh Nhất Tẩu, sinh năm 1775, mất năm 1844, chính là nữ cướp biển khét tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, đặc biệt là vào thời gian trị vì của nhà Thanh. Sinh năm 1775 tại tỉnh Quảng Đông, Trịnh Nhất Tẩu, tên thật là Thạch Dương, ban đầu có xuất thân là một kỹ nữ, có nhan sắc với kỹ danh là Hương Cô. Tuy nhiên sau đó, vào năm 1801, Hương Cô thành thân với Trịnh Nhất, một tướng cướp, người đứng đầu một đoàn hải tặc lớn và trở thành Trịnh Nhất Tẩu. Trịnh Nhất sau đó đã cấp cho phu nhân của mình một nửa số đội tàu của mình. Đặc biệt, ngay sau khi được phu quân trao quyền lực quản lý nhiều tàu chiến, Trịnh Nhất Tẩu đã nhanh chóng thể hiện mình là một thủ lĩnh khét tiếng khi quy định nghiêm ngặt và xử phạt tàn nhẫn đối với những ai làm trái. Chẳng hạn như ai dám bỏ trốn, đào ngũ thì sẽ bị cắt tai, ăn cắp, cướp đoạt chiến lợi phẩm thì phải chịu hình phạt đáng sợ là chém đầu. Nhờ duy trì kỷ luật tàn nhẫn và áp dụng các chiến thuật quân sự nghiêm ngặt mà số lượng tàu hải tặc của nữ cướp biển Trịnh Nhất Tẩu đã tăng lên rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, bà đã kiểm soát tới 1.800 chiếc tàu thuyền lớn nhỏ và quân số khoảng 80.000 người. Sức mạnh hạm đội tàu chiến lớn mạnh của Trịnh Thị khiến hải quân của nhà Thanh cũng phải dè chừng. Bà thậm chí được coi là nhân vật quyền lực khét tiếng nhất trong lịch sử hải tặc, không chỉ trên vùng biển Trung Hoa mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải, Trung Quốc, 491,9 m. Shanghai World Financial Center, Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải, được hoàn thành năm 2008, có chiều cao 1.614 feet, khoảng 491,9 m với 101 tầng. Tọa lạc tại khu nhà cao tầng Pudong, tòa nhà có chức năng như một trung tâm tài chính thương mại quốc tế, bao gồm các phòng khách sạn, văn phòng, hội thảo, đài quan sát và khu mua sắm.
SWFC được khởi công xây dựng ngày 27 tháng 8 năm 1997, sau đó phải tạm ngừng thi công do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cùng năm. Tới năm 2003, tòa nhà mới được thi công trở lại. Tòa nhà do công ty Colm Peterson Force thiết kế. Đài Bắc 101, Đài Loan 508,1m. Taipei 101, giống như cái tên của nó, bao gồm 101 tầng. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 2004. Taipei 101 giữ vị trí tòa nhà cao nhất thế giới trong 6 năm, cho đến khi bị Burj Khalifa ở Dubai vượt qua. Nổi tiếng với màu xanh lục, với đài quan sát ở trên cùng, đây là một địa điểm thu hút khách du lịch. Chinatown, Trung Quốc, 528m. Chinatown tại Bắc Kinh dự kiến được hoàn thành vào năm 2018. Khi hoàn thành, nó sẽ trở thành tòa nhà cao thứ 8 trên thế giới với chiều cao 528m. Trung tâm Tài chính Thiên Tân CTF và Quảng Châu CTF 530m. Cùng giữ vị trí thứ 7 là Trung tâm Tài chính Thiên Tân và Quảng Châu với chiều cao 530m. CTF là viết tắt của tên tập đoàn Kim Hoàng, Chow Tai Fook. Trong đó, tòa nhà Thiên Tân dự kiến hoàn thành năm 2018. Tòa nhà Quảng Châu sở hữu một trong những hệ thống thang máy nhanh nhất thế giới, đạt tốc độ 71 km/h. Trung tâm thương mại One World, Mỹ, 541,3m. Với độ cao 541,3m và 104 tầng, One World Trade Center là tòa nhà cao nhất New York và Mỹ, cũng như toàn bộ bán cầu Tây. Công trình được hoàn thành năm 2014. Tên của nó được lấy từ tháp Bắc của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới, World Trade Center. Đây là công trình tòa nhà chức năng được xây dựng để tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Tòa nhà được ca ngợi vì sử dụng năng lượng tái tạo, trong đó có nước mưa. Tháp Lotte World, Hàn Quốc, 554,4m. Tháp Lotte World được xây dựng tại Seoul, Hàn Quốc, là tòa nhà cao thứ 5 trên thế giới. Quá trình xây dựng hoàn thành vào tháng 3 năm 2016 với 13 năm chuẩn bị xây dựng. Tòa nhà có 123 tầng, 6 tầng dưới lòng đất. Phần mái được thiết kế với sức mạnh để chịu đựng động đất lên đến khoảng 9 độ Richter. Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An, Trung Quốc, 598,9m. Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An nằm ở Thâm Quyến, Trung Quốc với chiều cao 589,9m. Được hoàn thành vào năm 2017, tòa nhà là trung tâm hội thảo, khách sạn, có một vài khu bán lẻ cao cấp. Trụ sở hãng bảo hiểm Bình An. Tòa nhà sử dụng hệ thống thang máy ấn tượng gồm 33 thang 2 tầng. Thiết kế ban đầu của tòa nhà có một anten trên đỉnh nhưng đã thay đổi vì lo ngại ảnh hưởng đến các chuyến bay. Tháp đồng hồ Hoàng gia Makka, Ả Rập Xê Út, 601,1m. Còn được gọi là Upright Al Bell của Makka, tháp Makka Royal Clock ở Ả Rập Xê Út là tòa nhà cao thứ 3 trên thế giới. Tòa nhà do chính phủ sở hữu có 120 tầng khách sạn, một trung tâm hội thảo, bảo tàng Hồi giáo, phòng nguyện với sức chứa 10.000 người. Tòa nhà cũng là một đài quan sát mặt trăng dùng để xem trăng vào tháng lễ Holy Month. Đồng thời trên tháp là đồng hồ có mặt lớn nhất thế giới. Tháp Thượng Hải, Trung Quốc, 631,8m. Đây là tòa nhà cao nhất Trung Quốc với 121 tầng, được xây dựng từ năm 2006 và mất 8 năm hoàn thành. Tòa nhà được Gensler, một công ty kiến trúc Mỹ thiết kế với mục đích ban đầu là khách sạn và văn phòng. Hiện nay tòa nhà gồm 320 phòng khách sạn và 1.100 chỗ đỗ xe. Burj Khalifa, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, 828,1m. Tòa nhà cao nhất thế giới được xây dựng từ thép và bê tông là công trình của cùng một nhóm kiến trúc sư từng xây dựng các tòa nhà siêu cao như Willis Tower, Chicago và One World Trade Center, New York.
Tòa nhà hoàn thành năm 2010 là một phần trong sáng kiến chính phủ để chuyển dịch nền kinh tế từ chủ yếu dựa vào dầu mỏ sang hướng du lịch và dịch vụ. Tòa nhà nằm trong tổ hợp có 30.000 cư dân trải khắp 19 tháp dân cư, một hồ nhân tạo, 9 khách sạn và một trung tâm mua sắm. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.